chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta cùng dìm mà đi tham quan một ngôi trường có thể nói là rất là nổi tiếng tại Vũng Tàu, quý vị, trường Trung học cơ sở Châu Thành. Ở đây tại vì có quý vị hỏi là cái trường xưa trường Thánh Chu Xe gì thì dìm không có biết rõ là trường nào, mà trường nằm gần ở khu vực ở cái nhà thờ Vũng Tàu, vì ở đây là đi mấy bước là tới nhà thờ đó, là nằm bên hông nhà thờ đó, có cái trường Trung học cơ sở Châu Thành. Ở đây cách đây mấy mươi năm thì Jim không có biết cái tường này là tên gì, có vị thì nói là tường Thánh thì Jim không biết rồi gọi là tên gì. Ở đây vì nhìn từ trường cổng trường là nhìn ra phía trước đường Trần Đạo đó, vì đối diện ngân hàng Việt Công Banh. Dạ, có vị là mấy mươi năm rồi chưa thấy là trường xưa, mời quý vị ta xem lại cảnh trường xưa cảnh cũ à. Dạ, bây giờ là chuẩn bị kết thúc năm học cũ và nghỉ hè đó quý vị, nên là trường cũng đang là chuẩn bị cho năm học mới. Bây giờ trường này tên là Trung học cơ sở Châu Thành quý vị, cách đây mấy mươi năm thì không gọi là gì. Dạ, đối diện cái trường này, ở phía sau lưng của cái trường này vì trường cơ sở Châu Thành đó, thì có một cái trường là cơ sở Vũng Tàu đó, sau lưng để xem video phía sau ghi hình quý xem. Dạ, đây vì đây có cái trường trung học cơ sở Vũng Tàu nữa, vì trường này thì mấy mươi năm về trước là không biết là tên gì, hay cổng trường nữa vì đây là nằm ở bên hông cái chỗ nhà thờ Vũng Tàu luôn á, vườn nở rất là đẹp. Dạ, cái này là bên cái cổng trường mà ở bên đường Lý Thường Kiệt quý vị. Đây là trường Trung học cơ sở Vũng Tàu mà cái cổng Lý Thường Kiệt. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều đã cùng xem một vài hình ảnh về hai cái trường học Trần Phú và trường học cơ sở Vũng Tàu ở thành phố Vũng Tàu. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.